mà sư nhắc quý vị cái này. Cái này thật sự mà nói, nếu như mà được á, mình nên dán ở mọi nơi. Tức là nếu như mà từng tấm lót nè, may trên từng tấm lót. À. Cái nếu mà mình mền của Kalama thì nên may cái câu này trên từng cái mền. Cái gối cũng may trên từng cái gối. Cái câu nó nhẹ nhàng. Là sao? Nếu sử dụng thì xin hãy hồi hướng công đức tu tập đến người cúng dường. Thật sự cái này, cái suy nghĩ sư phát khởi từ ngày hôm qua à, và trên từng cái bức tường của mình cũng nên có câu đó. Là sao? Nếu sử dụng xin hãy hồi hướng công đức tu tập đến người cúng dường. Đẹp vô cùng. Thì như vậy cái người cúng họ cũng hoan hỷ. Tức là khi mà tôi làm phước được cúng dường cho cái nơi đó rồi, mỗi lần người ta xài là người ta, cái phước người ta tu bao nhiêu người ta hồi hướng cho tôi. Ngon vô cùng. Gọi là lời, lời dữ lắm. Mà mình là cái người tu, mình là người sử dụng thì nó nhắc cho mình cái lòng tri ân. Và nhắc cho mình phải tu. Chứ còn không tu lấy gì hồi hướng. Xài cho người ta mà mình nằm bằng cái tâm tham dục, nằm bằng cái tâm sân hận, nằm bằng cái tâm ngu si, thì mình lấy cái gì mình hồi hướng cho người ta? Mình có đáng không để mà mình xài? Tự nhiên nhìn vô cái đó là mình phải thay đổi lại mình. À, thì đây chỉ là một ý tưởng của sư thôi. Mình có thể sau này nếu có cơ hội thì các cái đồ dùng khóa thiền do sư tổ chức thì sư cũng sẽ để lên trên đó. À, thì nó hay vô cùng.